Sau khi chúng ta setup xong rồi, chúng ta bắt đầu đi dựng giao diện này. Chúng ta vào cái video shop nhé, chúng ta xem qua tí. Trong này nó có admin này, chắc là mục các cái giao diện của liên quan đến admin này. Và sau này chúng ta nhìn thấy là có page, đúng không? Page là cả giao diện liên quan đến page này. Có mục insert này là chắc là cái tắt của cái từ include ấy. Có nghĩa là có hai cái view là header, footer. Public thì nó là cái CSS với là Java Grid hình ảnh. Có hình ảnh. Rồi, ok. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho nó luôn cái tạo thêm mục kiểu như của nó luôn nhé. Trong cái view, đây là view của trang chủ này. Ta tạo một cái thư mục là page. Đó. Trong view này chúng ta lưu một cái folder page page có s không, page có s nè, enter này đâu à, sổ ra đây đó. Nó có một cái thư mục là inc này, đúng không? New folder inc là include đó. Một cái thư mục admin để chứa cả cái file view của admin này. New folder admin đó. Rồi. Sau đấy thì chúng ta sẽ copy vào thôi nhỉ. Thư mục public này thì public này chúng ta để ngoài cùng thư mục với cái thằng application nhá. Thứ nhất là copy thằng public sang này. Public sang cái thằng my shop cùng thư mục với application nhá. Tiếp vào đây. Ok, để chúng ta làm cái thằng giao diện, đúng không? Làm thằng CSS. Thứ hai là page này. Copy hết tất cả các viết luôn vào thư mục của cái thằng chúng ta, nó nằm ở trong application này, view này. Đó, page viết vào đây rất ngon, đúng không? Tiếp theo là inc này, copy hai thằng này sang thằng inc của thằng của shop chúng ta, inc này viết vào. Rồi. Tiếp tục admin. Trong admin này nó lại chứa cái gì ạ? Trong này có inc này, đúng không? Ta copy sang luôn nhá, inc page này, căn c nhá, copy hai thằng này trước đã, sang cái thằng gì, sang thằng view này, admin này, cho thẳng vào đây, được chưa? Rồi, tiếp theo là chúng ta có CSS của thằng admin, nó CSS riêng, như vậy CSS và backend riêng và CSS frontend riêng, thì ở đây có mục public rồi, căn C này, nhá, mình sẽ cho ra cái thứ mục public ở ngoài luôn. Public ở ngoài đây cùng các cái application cho public public đi, hôm nay có public nữa, thì có nghĩa là public phía trong, có nghĩa là public của thằng backend, còn public phía ngoài có nghĩa là public của cái thằng thằng frontend, thế thôi. Rồi ta xem lại admin này có inc này, đúng không? Rồi như vậy trong này chúng ta nhìn thấy này, có này cái gì, page này nó sẽ là có cái home trang chủ, đúng không? Mở cái home trang chủ ra. File home của chúng ta như này nhá. File home chúng ta chỉ có cái khung ở giữa thôi. Sau đấy thì chúng ta phải include hai cái thằng footer và header của cái thằng friend vào. Header của nó này. Đó, nó có CSS chúng ta tí nữa ta căn chỉnh CSS lúc này. Đó. Footer này. Đó, cái phần thân đuôi nó này. Dừng lên thử xem này nhá.
Ở trên trên này chúng ta sẽ là gì? PP này. Include đúng không? Hoặc là load view luôn đi. Load mình có load view tại sao không dùng? Load về dưới view. View gì nhỉ? Đứng từ page đúng không? Home là đứng từ page này. Thử gọi thẳng sang phải đi ra ngoài nhỉ. Chấm cái nhá. Đi ra ngoài một cái này, sau rồi đi vào INC. Đây, cái chéo này. Cái view là view header. Header.pp. À đó, load view thôi thì không cần đây này. Header thôi. Sau đấy không cần truyền dữ liệu gì cả, đúng không? Bỏ này. À, tương tự như vậy, ở phần phía dưới chúng ta lại load cái view footer lên. Cuối cùng footer. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái controller home nhá. Controller home để view cái home này lên. Controller home. Đây. New. Và nhớ lưu ý luôn là buổi trước chúng ta biết cái lỗi là đưa lên server rồi đấy nhá. Thì các em tạo cho thầy tên file theo đúng theo chính chất thứ đối tượng nhé. Tên file chúng trên lớp này, viết qua cái ký tự đầu tiên home này, comment nhá. Chấm .pp. Enter. Rồi, say model và say controller. Tab à. Ok. Home model. Ở trong này chúng ta chỉ load cái view kia thân lên thôi. Load view. Load cái dễ view. View gì ạ? View là ở trong cái thằng page đúng không ạ? Ở trong cái thằng page này. Sau đấy là home đúng không? Page. Có S cái chéo. Home. Bỏ cái hai đối số phía sau đi. Xong chúng ta điều chỉnh trong router luôn nhé. Cho nó chạy vào phát thì nó chạy vào thằng home này luôn. Router này. Đây, router đây. Router đang mặc định chạy vào thằng là welcome. Cho nó chạy vào home luôn. Đó, chạy vào thằng chủ là thằng for controller. Rồi, chạy thử này. Đó, chạy thử nếu nó chạy lên thì nó sẽ mất CSS thôi, nên chúng ta chưa có fix CSS. Localhost PHP L2 gì nhỉ? MySoup thôi. Thằng MySoup. Enter. Ui giời, nó nhận luôn này. Thế cái kinh, ở đây nó nhận ảnh thôi. Trang chủ đâu, nó chưa nhận cái gì nhỉ? Publish. Ô, nó nhận cả footer rồi nhá. Đúng không? Header nhận chưa? Nhận rồi nè. Trang chủ. Như vậy là nó lên rồi nhá. Nhưng tuy nhiên là nó nhận cái menu bên phải ấy. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nó responsive. Ramership có nghĩa là đây là đang chế độ nó to quá thì nó nhận chế độ của điện thoại ấy. Nó thế này đây là đặt nhỏ lên chút này là 100% hoặc là 90% nó lên được trang chủ shop đúng không? Đó, ok con này chưa? Úi dồi ôi, tìm kiếm này nhìn đây anh cháo giỏ hàng này nó template cho mình nha nhá. Ok, footer nó nhận luôn này các bạn này nhá, footer nhận rồi. Đó đó, thế bây giờ chả mấy con viết cái gì nữa nhỉ? Bootstrap nó nhận luôn nhỉ? Thế tài. Đâu, xem thử thằng header nào, bootstrap thế nào nó nhận nhỉ?
Netflix. Ok, frontend là lên rồi nhá. Thì bây giờ mình dừng nốt cái backend xem thì là thế nào này, hình hài nó ra làm sao này. Thì backend của chúng ta thì nó sẽ là có một cái ở trong cái mục gì nhỉ? Mục admin page đúng không? Đó, nó backend nó là nó lấy cái thằng leadport này làm trang chủ nhá. Chúng ta nhìn thấy muốn biết được nó là thằng nào là trang chủ thì các em có thể vào quay lại cái bản gốc của nó này, ở trong phần admin này, trong cái file index này. Đấy, trong file index này nó viết như sau này. Đây, nó bảo mặc định là lấy thằng leadport, cái page leadport là làm trang chủ của cái thằng backend. Đó, thì mình cũng làm như nó thôi. Leadport đâu, mở leadport ra xem thì nó là cái gì. Ôi mà chả cần đâu, mình phải đi tạo một cái controller để làm cho cái thằng backend đúng không ạ? Thầy tạo controller nhá, một controller mới đi. New này. Controller này chúng ta có thể để ở trong admin đúng không? Chúng ta tạo một cái thư mục admin nhá, ở trong controller nhá. New folder này. Admin. Nhớ viết thường thôi nhá. Bây giờ kinh nghiệm rồi. Thường nó rong lên kia nó phân biệt hóa thường nó lại không cho. Sau đấy trong cái admin này chúng ta tạo một cái thằng home, nó gọi là home của thằng admin nhá. Controller new file. Admin này. Ta cũng đặt là home đúng không? .pt nhưng home này là home của thằng admin nhá. Shape file này và controller này. Tab home. Index chúng ta sẽ load cái thằng này lên đúng không? Leadport, mở cái thằng leadport ra xem. Admin này, page này, leadport đây. Leadport thì mô hình của nó cũng giống như thằng frontend nhé. Nó có đầu, có include nhé. Thì include của nó là chúng ta có này PHP đúng không? Mình dùng load view, load cái dưới view, load cái view nào. View này là view CSS của cái thằng backend này, nó làm CSS khác đấy nhá. Chắc chắn tí nữa chắc chắn nó sẽ không nhận CSS đâu. Chúng ta sẽ là đây này, cái in group nó này, nó còn có cả sidebar nữa cơ mà, đúng không? Sidebar nó có sẵn đây rồi nhá. Còn cái thằng include thì nó sẽ gọi ở phía ngoài. Chúng ta sẽ gọi include này đang đứng ở đâu đây, đang đứng ở thằng không, đây không phải là in mà là gì, leadport là nó nằm ở trong page đúng không? Page chúng ta phải đi ra ngoài một mục nước này đúng không? Ra ngoài một nước để nó ngang cung cấp với thằng in này, sau đi vào chấm này, ra ngoài một nước đúng không? Sau đấy đi vào in. Đó, rồi gạch chéo này. Tên page của chúng ta là header. Hai đầu số sau mở bỏ nhá. Tương tự như vậy cho thằng footer và cả thằng size này nhá, size 3 này nhá, footer này. Footer. Rồi, cả thằng size 3 nữa. Chúng ta nhìn thấy có thằng size 3 đây. Nó dùng require, mình không dùng require nhá. Mình sẽ dùng thằng là load view. Size 3. Size 3. Ok. Chạy thử này. Ta sẽ có là admin đúng không? Cái chéo này. Sau đấy là home đúng không? Không lên gì. Không lên là lý do là trong controller chúng ta chưa load.
xin lỗi nhá. Controller đây, controller của nó đây. Ở trong cái controller này là controller của thằng Frenem đây, controller backend chúng ta chưa load view. Load cái view lên nhá. Load cái dưới view. View của chúng ta là chúng ta đang đứng ở đâu ạ? Chúng ta đang đứng ở cái thằng chúng ta phải đi vào phần admin đúng không? Phải chéo. Là cái view này, view ở trong admin mà. Admin. Cái chéo page nè. Page. Admin này, page đúng không? Page. Đó là cái chéo. Thì mới đến có sự là lead post. Lead post này. Bỏ này. Rồi. Bây giờ chắc chắn nó sẽ lỗi. Cái gì đấy tính xong. Rồi, nó lên nó mất set s đúng không? Đấy là điều hiển nhiên rồi, chắc chắn rồi. À, nó bảo unable load cái ăn không thể load cái thằng INC size 3 này. Sao index nó không thì header footer nó không báo lỗi mà size 3 nó báo lỗi. Ta xem lại size 3 xem. Đây là home thằng view này, header này, footer này, report. Report nó cùng thư mục với header và thằng này. Tại sao nó báo lỗi? Chúng ta bổ sung thêm cả đường dẫn admin bởi vì không bổ sung vào thì nó lại hiểu cái thằng INC ở trong cái thằng là frontend nhé. Chúng ta có bổ sung thêm là cả admin nữa này. Tương tự như vậy thì phía dưới này chúng ta bổ sung vào chấm này, gạch chéo admin đúng không? À, sau đấy thằng phía dưới đó chấm gạch chéo admin plus à, tuy nhiên thì nó sẽ chưa có CSS đâu đúng không? Tắt đi lại này, thì nó vẫn à, nó hết cái lỗi này thôi nhưng mà nó không nhận được CSS bởi vì là chúng ta chưa config đúng cho nó. Thế bây giờ chúng ta phải config CSS cho nó đây. À, nó phải là đâu rồi, mở cái header ra, header này à, chúng ta bổ sung thêm public nữa đúng không, hai public nhá, một cái public nữa này, public này, replace luôn đi, replace public này, control h nhá, đó, replace bởi rằng gì public cái chéo public ok từng thằng một nhá, làm cẩn thận từng thằng một à, reverse này rồi chuẩn đấy, reverse này rồi reverse à, ảnh thì nó cũng gửi trong public thì chứng tỏ thì nó cũng thế đúng không, reverse này. Rồi, hết rồi đấy. Hết rồi nhá. Thử xem này, thử xem thằng header nó nhận được chưa này. Chúng ta cancel u nhá, cancel u và kiểm tra lại thì nó vẫn chưa nhận được chắc nhá. Pit of found. Thì khả năng là có hai cái thằng public này thì nó không nhận. Thì chúng ta bổ sung cái bayul vào nhá. E cho này, bayul. Bây giờ chúng ta sẽ reviet thôi nhá. Reviet thằng gì đây? Bởi cái thằng này cho nó chắc này, reviet cái thằng public canon h bởi thằng này. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Mình ôn luôn. Rồi, không sao. Đi ôn đi. Thì ở đây chúng ta xóa đi một cái. Em đâm lại này. Xem nó nhận không? Đó, nó nhận rồi đấy. View sụt lại này. Đấy. Ồ, xấu nhỉ? Không có gì, cái kem nó không có gì đâu.
Tuy nhiên thì có được backend mà làm là mà dùng là tốt rồi. Nhưng backend thì không quan trọng, nó có CSS này, nhìn chưa? Thêm mới này, bài viết này. Đấy, đưa cái chữ. Ờ nó có tay này là đẹp lắm rồi nhá. Tác vụ này, chỉnh sửa này, đúng không? Tìm kiếm này. Với lại cốt tay thì các em gì chỉnh sửa hơn, đúng không nhỉ? Em thích bổ sung nào bổ sung nhá. Bên này có avatar và tiết là ngon lành chưa? Đó. Rồi, thì như vậy là thầy đã dừng xong cái website này nhá. Bây giờ chúng ta phải đi code từng chức năng một. Frontend là ok rồi này, đúng không? Backend cũng ok này. Admin home này. Rồi. Thì chúng ta sẽ đi code chức năng quan trọng đầu tiên, đấy là cái chức năng là dò hàng.